Chị Đỗ Thị Minh Loan chuẩn bị. 90 giây bắt đầu. Trùng lặp hay là trùng lặp? Cái thứ hai ạ. Chính xác. Rạng đông hay là rạng đông? Rạng đông ạ. Chính xác. Câu thứ ba. Xấu dầm ạ. Xấu dầm hoàn toàn đúng. Câu thứ tư. Tết. Món này xuất sắc. Thịt đông ạ. Hoàn toàn chính xác. Câu thứ năm, xin mời. Tính từ ạ. Chưa chính xác. Câu thứ sáu, hãy viết từ chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng. Mời chị giơ lên. Chiêm ngưỡng rất chính xác. Câu tiếp theo, cày đồng trong buổi ban trưa, mồ hôi chấm 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 như mưa ruộng cày. Mồ hôi lấm tấm như mưa ruộng cày. Chưa chính xác. Tiếc quá. Câu tiếp theo, trăm hoa đua nở mùa xuân, cớ sao chấm 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 muộn tuần thu sang. Cái gì thu sang mới có? Cớ sao? Cớ sao hoa cúc. Chính xác, cớ sao hoa cúc. Câu thứ 9, tìm tên một lễ hội theo mùa ở miền biển có 6 chữ cái bắt đầu bằng chữ C, kết thúc bằng chữ Ư. Chữ Ư. Lễ hội ở miền biển. Bỏ qua. Bỏ qua, chỉ còn 10 giây nhá. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu thôi nập thu mà thuận ngâu thế này thì là được mùa tháng 10? 2. 2 chính xác. 11. Hết. Hết tháng giờ. 3. Hết giờ, hết giờ. Chị ơi, có một cái câu thánh mà... Thánh thoát ạ. Trời ơi, đang thánh thoát chị ra lấm tấm. Chị có 8 điểm, xin chúc mừng. Tìm từ đầu tiên. Sáu mươi giây bắt đầu. Đây là một từ ghép có hai tiếng, nói về một loại mùa trong nông nghiệp. Từ thứ nhất có chữ cái, chỉ nói về vũ khí đi, trong chiến đấu đi, ví dụ ra trận đi, các tướng ngày xưa thường hay mặc gì đấy, ví dụ thế. Loại áo mà các tướng ngày xưa hay mặc là chữ đầu tiên. Giáp hạt. Giáp hạt, đáp án chính xác. Và mỗi người vừa có 2 điểm, xin chúc mừng. Bây giờ tôi sẽ tìm từ tiếp theo. Sáu mươi giây bắt đầu. Đây là một từ ghép tả về một loại thời tiết hay có ở mùa đông mà nó tả miêu tả các cái hạt rơi từ trên xuống. Xin mời. Mưa phùn. Mưa phùn, đúng rồi ạ. Vâng, có thể em viết ra. Không, không cần, không cần, không cần. Không cần, em cứ bình tĩnh. Em nói một câu rất rõ ràng bằng tiếng quê em cũng được, hay mà anh thích nghe lắm. Mưa phùn. Đúng rồi. Cảm ơn em. Vâng. Rồi. Đáp án chính xác của chúng ta là mưa phùn. Mỗi người dành cho mình thêm 4 điểm. Xin chúc mừng. Mời chị đổi chỗ. Hôm nay đề khó lắm ạ. Hôm nay đề khó hả chị? Vâng. Chúng ta đến với câu tiếp theo. Mời chị. Anh em đừng nghĩ Tết tôi nghèo. Anh em đừng nghĩ Tết tôi nghèo, đáp án chính xác. Chị biết bài cảm Tết chưa ạ? Vâng. Anh em đừng tưởng Tết tôi nghèo, tiền anh bạc trong kho chửa dám tiêu. Đúng rồi, vâng, chính xác. Chúc mừng chị với điểm đầu tiên trong phần 3. Xin mời. Mời chị. Nhớ chiếc hôn môi em đầu tiên. Chưa chính xác. Nhớ cái gì? Xin mời. Nhớ chiếc hôn
tiếp môi tục, em đâu tiếp tiền. Tục chưa chính xác. Mời chị. Nhớ môi em chiếc hôn đầu tiên. Yêu đâu, nhớ môi em chiếc hôn đầu tiên. Nhớ môi em chiếc hôn đầu tiên, đáp án chính xác.